Xin chào các bạn nha, chào mừng các bạn đã đến với kênh channel của em Đích Mobile nhé. Ở trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà thay đổi nhân vật, hay là thay đổi kiểu tóc, hay là thay đổi giới tính ở trong trò chơi PUBG Mobile New Test dành cho những bạn nào chưa biết nhé. Thì để mà thay đổi được nhân vật thì việc đầu tiên các bạn sẽ vào cho mình đó chính là cái phần hành trang. Tiếp theo sau đó thì các bạn sẽ bấm vào cho mình cái phần cây lược này. Ở đây thì các bạn muốn thay đổi thì muốn thay đổi quần áo hay là giày dép hay các thứ gì đó thì các bạn vào đây nhé. Đó, còn bây giờ chúng ta đang thay đổi giới tính này thì các bạn sẽ bấm vào cho mình cái phần cây lược ở đây. Đó, thì ở đây các bạn có thể là lựa chọn này, giới tính nam hoặc nữ. Đây mình sẽ chuyển qua giới tính nam đây. Đó, thì đây là cái phần khuôn mặt này. Các bạn có thể là chọn cái khuôn mặt châu Á hay là khuôn mặt gì đây, bên dưới là kiểu tóc nhé. Đây, các bạn thích kiểu tóc nào thì các bạn để. Tiếp theo sau đó là cái phần bên dưới là cái phần màu tóc. Các bạn có thể là chọn màu tóc. Đây mình sẽ chọn xem màu tóc đen. Rồi, thì các bạn sẽ chọn cái nhân vật mà các bạn thích. Đó, giới tính nam hoặc nữ này. Thì các bạn sau khi mà các bạn chọn xong rồi đấy, thì các bạn sẽ bấm vào cái nút mua nhé. Thì mỗi lần mua này chúng ta sẽ mất 100 vàng, khá là rẻ thôi. Đó, mình sẽ bấm vào nút mua. Mình bấm vào cái nút xác nhận. Đó, bây giờ thì mình sẽ đóng lại. Đây, mình ra ngoài sảnh nha, thì nhân vật của mình đã được đổi thành nhân vật nam. Cái đồ mình đang mặc là cái bộ đồ sư tử màu tím. Đó, thì bây giờ đấy, các bạn mà muốn thay đổi thì thay đổi các skin súng hay là ba lô, các bạn sẽ bấm vào hành trang này. Tiếp theo sau đó thì các bạn sẽ bấm vào cho mình đến cái mục, đó chính là cái mục nào mà các bạn thích. Ví dụ như kiểu các bạn muốn thay đổi skin nón này đúng không? Đó, thì ở đây nó sẽ hiện lên cái skin nón. Thì cái phần bảo hiểm ở trong sảnh này thì các bạn muốn bật hay là tắt ra đi thì các bạn sẽ chọn vào đây nhé, để bật hoặc tắt. Thì bây giờ mình muốn hiện cái skin ở trong sảnh ấy, skin nón ở trong sảnh ấy, thì mình sẽ skin nón này thì mình sẽ bấm vào cái nút hiển thị lên này. Đó, thì sau khi mà mình thoát ra thì nó sẽ hiện lên cái skin nón. Còn bây giờ thì mình muốn tắt cái skin nón ở trong ở ngoài sảnh đi đấy đúng không? Thì mình sẽ bấm vào cái này tắt này đi. Đó, thì sau khi mà mình vào trong trò chơi đó thì cái skin nón này nó vẫn còn. Còn mình ở ngoài sảnh thì nó sẽ không có hiện lên cái skin nón nhé. Bây giờ mình sẽ đóng lại. Đó, thì đây cái skin này mình không có hiện lên ngoài sảnh, tại vì nếu mà đeo ngoài sảnh thì nó không được đẹp cho lắm. Và cái video của mình hướng dẫn chỉ đến vậy thôi. Nếu như mà các bạn nào mà có thắc mắc thêm thì hãy comment xuống phía dưới. Rồi, và nếu như mà thích video đừng quên giúp mình một like cũng như là comment xuống phía dưới để cho YouTube họ đề xuất tốt hơn cho video của mình nhé. Mình chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo của mình. Tạm biệt các bạn.